Tham dự hội thảo ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam, thực trạng và giải pháp, các nhà khoa học đã tiếp tục cập nhật những con số báo động về ô nhiễm nhựa trên biển, đang thực sự trở thành vấn nạn toàn cầu. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, mỗi năm thế giới sản xuất trung bình khoảng 300 triệu tấn nhựa, trong đó có hàng tỷ chai nhựa và hơn 5 tỷ túi ni lông. Theo dự báo của các nhà khoa học, khối lượng rác thải nhựa đến năm 2050 ở các đại dương sẽ nặng hơn khối lượng của cá. Còn theo ghi nhận của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, hơn 270 loài được ghi nhận bị tổn thương do vướng phải rò nhựa và hơn 240 loài ăn phải rò nhựa. Dạng san hô vòng mít đuôi, ở đấy thì có 3 vạn con chim hải âu nó sống, thì 1 vạn con đã chết rồi. Khi người ta mổ những cái con chim hải âu chết ra, thì người ta thấy là toàn bụng, trong bụng của nó là rác thải nhựa. Và rác thải nhựa vào thì nó lấp đầy bụng, nó không tiêu được thì nó chết thôi. Và cái thì không những với chim mà với tất cả các cái loại sinh vật sống ở biển. Có những con cá voi và cái lượng chất thải nhựa của nó nên trong nhìn tới chúng ta biết rồi, 10 kg, và các loại khác cũng như vậy. Cùng với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã đề xuất các sáng kiến cam kết mạnh mẽ và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, vẫn cần những kết quả nghiên cứu khoa học cụ thể hơn như về đường đi của rác thải nhựa từ đất liền ra biển, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp. Viện Tài nguyên Môi trường của Đại học Quốc gia Hà Nội chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia của Đại học Birmingham của Anh để dự kiến là sẽ xây dựng một cái trạm quan trắc cái rác thải nhựa đi từ trong đất liền ra các cái cửa sông ở cái vùng đồng bằng sông Hồng. Và trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ có những cái kết quả cụ thể hơn đối với cái thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo lần này cũng góp phần kết nối khởi động các chương trình hợp tác nghiên cứu về giải pháp và chính sách quản lý giảm thiểu chất thải nhựa của Việt Nam với các đối tác quốc tế trong thời gian tới.